Freelancer.com là một nền tảng freelancer nhỏ hơn Upwork hay là Fiverr, nhưng nhờ vậy nền tảng này có thể là một cơ hội để giúp những freelancer chưa có kinh nghiệm có thể có được những công việc freelance quốc tế đầu tiên cho mình. Trong video này thì mình sẽ chỉ cho mọi người quy trình kiếm tiền trên trang freelancer.com từ A tới Z. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ vào trang chủ freelancer.com. Sau đó chúng ta sẽ click vào phần bên phải, tức là bạn sẽ muốn trở thành một freelancer chứ không phải là bạn đi thuê freelancer. Chúng ta sẽ nhập email và mật khẩu. Tiếp theo chúng ta sẽ được yêu cầu chọn username. Ở đây chúng ta lại tiếp tục chọn cái ở trên, tức là bạn muốn làm việc ở trên này chứ không phải là đi thuê người. Rồi, tới bước này thì bạn sẽ được yêu cầu bạn sẽ chọn cái ngành nghề của mình ở đây, sau đó lựa chọn những kỹ năng cụ thể ở đây và nhấn dấu cộng để thêm những kỹ năng này vào bên phải vào danh sách kỹ năng của bạn. Tiếp theo, freelancer.com sẽ đề xuất bạn liên kết tài khoản mạng xã hội với trang này. Nếu bạn không muốn thì có thể click vào bỏ qua. Bước tiếp theo là điền họ tên và tự giới thiệu về bản thân. Cái phía trên này là một dòng ngắn gọn, có thể là tên chức danh của bạn, cái ngành nghề mà bạn muốn làm trên này, và cái đoạn ở dưới là mô tả những kinh nghiệm, những kỹ năng và những cái dịch vụ mà bạn sẽ cung cấp ở trên này và những lý do mà khách hàng nên chọn bạn thay vì là những freelancer khác. Tiếp theo là điền những thông tin cơ bản, ngày tháng năm sinh, rồi ngôn ngữ mà bạn sử dụng. Ở đây thì bạn nên chọn tiếng Anh nha, và chọn ngày tháng năm sinh thì đúng theo giấy khai sinh của bạn. Về cơ bản thì những thông tin về kỹ năng, về kinh nghiệm thì bạn đều có thể sửa đổi về sau này, cho nên là bạn cũng không cần quá lo lắng ở bước đăng ký thành viên này. Sau khi bạn đăng ký thành viên xong thì cái trang web này nó sẽ có hình dạng như vậy. Để bắt đầu tìm việc làm thì chúng ta sẽ vào đây. Đầu tiên là tìm việc làm theo dự án này. Chúng ta sẽ gọi những từ khóa công việc vào đây. Chẳng hạn như ở đây mình sẽ gọi là edit video chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ có những công việc hiện ra như vậy. Bạn có thể xóa cái bộ lọc này đi để nó có nhiều việc hơn. Thì bạn thấy cái công việc nào mà phù hợp bạn có thể làm được thì chỉ cần click vào và bắt đầu trao giá. Bạn sẽ nhập số tiền và thời gian hoàn thành, sau đó là mô tả những cái kinh nghiệm, những kỹ năng của bạn, những cái lý do khiến người ta nên thuê bạn thay vì là một freelancer khác. Sau đó chúng ta sẽ nộp. Sau khi khách hàng đọc trao giá của bạn và thấy bạn là một người phù hợp thì người ta sẽ bắt đầu nhắn tin để trao đổi với bạn, và nếu ok thì người ta sẽ bắt đầu giao cái dự án đó cho bạn. Đó, thì coi như là bạn đã được thuê ở công việc này. Đối với các dự án có giá cố định thì bạn nên yêu cầu khách hàng tạo ra một cái milestone và đặt cọc tiền vào đó. Chứ không, nhiều khi ngồi hì hục làm cả ngày mà cuối cùng lúc gửi file thì lại chẳng thấy khách hàng đâu, chạy đi đâu mất. Đó, thì coi như là bạn làm việc không công. Cho nên là phải yêu cầu khách hàng tạo một cái milestone. Lúc này tiền từ tài khoản của khách hàng sẽ được freelancer.com giữ hộ. Đó, và sau khi bạn làm xong, bạn gửi kết quả công việc thì người ta sẽ phê duyệt cái milestone đó, thì tiền nó sẽ được trả về tài khoản của bạn. Khác với Upwork thì sau khi mà tiền đã được trả về tài khoản của bạn thì bạn có thể rút về luôn. Chứ còn trên Upwork thì bạn phải chờ vài ngày thì tiền nó mới có thể được rút về. Còn ở đây thì sau khi được phê duyệt xong, bạn có thể rút về ngay. Hình thức rút tiền thì cũng rất đa dạng. Có thể rút thẳng về tài khoản ngân hàng Việt Nam hoặc là rút về các tài khoản quốc tế. Điểm khác biệt của trang freelancer.com này so với Upwork và một số nền tảng khác đó là nó có một thể loại gọi là cuộc thi. Thì bạn khi mà bạn vào đây thì bạn sẽ được thấy những cái cuộc thi thiết kế hoặc là thi edit video hay là thi làm gì đó mà khách hàng sẽ trả một số tiền tương đối cao. Ví dụ như ở đây là một cuộc thi thiết kế logo cho khách hàng, ai mà thắng giải thì sẽ được 200 đô, còn mà ai thua thì thôi, không có đồng nào. Và chúng ta có thể xem một số thiết kế hiện tại mà freelancer đã nộp vào. Đó, thì bạn có thể thấy những cái logo hiện tại mà người ta đã nộp vào thì một trong số những người này sẽ được 200 đô. Ngoài ra thì người ta cũng có thể dùng những cuộc thi này để tuyển một vị trí lâu dài. Chẳng hạn như là công việc này. Đó, thì khách hàng này đang tìm một người để edit video lâu dài cho họ. Nhưng mà người ta muốn tìm được một người phù hợp nhất. Đó, cho nên họ mới tổ chức ra cuộc thi này. Thì ai mà muốn nhận vị trí này thì có thể edit thử cho họ luôn. Đây là hướng dẫn, còn đây là những video nguồn. Đó, thì ai mà edit được video phù hợp nhất cho họ thì sẽ được 20 đô và sẽ được thuê lâu dài cho công việc này. Những cái cuộc thi như thế này thì nó sẽ khá phù hợp với những freelancer mới nhưng mà lại có kỹ năng tốt. Đó, thì hầu hết những khách hàng đăng bài ở đấy thì người ta chủ yếu quan tâm tới cái sản phẩm mà bạn làm ra cho họ như thế nào, chứ người ta không quan tâm mấy tới việc là bạn đã có bao nhiêu review, bao nhiêu đánh giá ở trên nền tảng freelancer này. Tuy nhiên phải nhắc lại là bạn cần có kỹ năng tốt hoặc là cái phong cách, cái thẩm mỹ của bạn nó phù hợp với cái phong cách, cái thẩm mỹ của khách hàng. Đó, thì người ta mới chọn bạn. Giả sử bạn là một freelancer mới chưa có
chưa có nhiều kinh nghiệm thì những cuộc thi như thế này cũng có thể xem là một hình thức để rèn luyện kỹ năng của bạn. Và biết đâu được, nhiều khi chúng ta lại được tiền và được thêm một công việc lâu dài. Ngoài ra thì còn có thể có được review nữa. Khi mà đã có được một vài review trên những nền tảng freelancer như thế này thì việc kiếm những công việc thứ hai, thứ ba thì nó sẽ dễ hơn. Một lưu ý đối với trang freelancer.com này đó là rất nhiều khách hàng trên trang này là những agency tới từ Ấn Độ, tới từ Bangladesh, cho nên là cái mức giá mà họ đưa ra nó sẽ không cao so với những khách hàng ở trên Upwork. Tuy nhiên thì mình cũng đã kiếm được một số khách hàng rất tốt trên nền tảng này. Công việc này thì mình sẽ dịch tin tức tài chính hàng ngày. Nó chỉ có vài dòng cho nên mỗi ngày mình làm khoảng 5 phút là xong rồi. Nhưng mỗi ngày mình lại được trả tới 6 đô. Cái thời gian làm việc cho công việc này nó nhỏ tới mức mà khi mà mình làm video một ngày làm việc của mình còn không bỏ vào nữa kìa. Tại vì làm việc có vài phút rồi, cho nên mình cũng chẳng bỏ vào luôn. Nhưng mà làm việc 5 ngày mỗi tuần, mỗi ngày khoảng 5 phút mà mỗi tháng được trả gần 3 triệu và lại là công việc lâu dài nữa. Mình đã làm hơn 2 năm rồi, cho nên có thể coi đây là một trong những công việc freelancer tốt nhất mà mình từng được nhận. Mặc dù mình không có nhận được nhiều tiền từ công việc này, nhưng mà tính số tiền nhận được trên mỗi giờ làm việc ấy, thì nó khá là cao. Nó tới hơn 1 triệu đồng mỗi giờ lận. Mà khi xuất phát thì khách hàng này cũng chỉ thuê mình với một dự án có vài đô la thôi. Cho nên là nhiều khi chúng ta cứ cố gắng làm những dự án nhỏ và phục vụ khách hàng thì là tốt thì cơ hội sẽ tới thôi. Quy trình kiếm tiền trên trang freelancer.com thì nó chỉ có như vậy. Cái điểm khó nhất vẫn là làm thế nào để thuyết phục khách hàng thuê bạn. Bạn có thể tham khảo những video trước của mình để tìm hiểu thêm.